vô nhà này. Đang quay phim ở nhà. Đây là cái nhà vệ sinh, thang máy. Mặt trước dưới đất thì rộng lắm. Phía sau nó có cái cửa hậu ra cái hẻm. Lần đầu tiên này cái hẻm này. Hẻm ngay phía sau. Thang máy, cửa thì cũng cửa gỗ công nghiệp thôi. Phòng dưới đất thì là phòng bếp cũng rộng rãi, nó cái yếu này. Các tầng đều giống nhau, tầng dưới mấy tầng trên chắc chắn hơn quá, nó xây nó có thang máy làm cho cái nhà hơi chật, đúng là bỏ luôn cái cục này đi, nhét cái thang máy vô đây mình đúng rồi, mấy quỷ này dở quá. Thôi một phòng rồi, để đi ra từ ngoài vô cho anh em nhìn cho rõ nha. Phòng của nó đây, rồi phía trước có ban công. Phía sau bên này lại thêm ban công nhỏ nhỏ nữa, một cái ban công để hút thuốc, một cái ban công để nhậu. Đây là lầu 1 nè, nãy chất lửng quá. Thang máy nhét vô đây một tí nè, chia nhét vô đây là cái phòng bự chán luôn, nhà xây ổn rồi. Để chỗ này không có được cái gì à, đâu có được cái gì thôi, tự nhiên có cái hầm như này, cầu thang này. Phòng lầu 2 cũng y chang vậy, phòng cao xịn lắm nha, mới vừa bị bể rồi, tự bể chứ không phải bể đâu, nó có nét vậy nè. Biết rồi. Lên lầu cuối cùng, như này ngắn hơn này, nhưng mà cũng có phòng bị, phòng bị trang trí. Hồi nãy giờ mấy phòng, là 3 phòng. Có giường ngủ, có tủ đồ. Rồi cuối cùng là sân thượng, nắng quá nắng chói chang luôn. Sân thượng rộng lắm nha, thì cũng bằng cái phòng ở dưới. Rồi, nhà vệ sinh.